Xin chào các bạn. Hôm nay thì shop máy bơm mini 68.com xin giới thiệu với các bạn một mẫu máy bơm áp lực mới nhất của shop máy bơm mini 68.com. Đó là chiếc máy bơm áp lực 12V 120W. Model là 3210, tức là động cơ này là động cơ 3210. Thì cái dòng bơm này thì nó khác so với những cái dòng 100W, đó là nó có thiết kế một cái quạt gió và tay sách. Bởi vì công suất của nó cao thì nó phải sử dụng quạt gió để làm mát motor. Đối với con bơm này thì nó có một cái thông số kỹ thuật như sau. Thì điện áp của nó là 12V, công suất là 120W. Áp lực của nó 1,3 MPa. Và lưu lượng của nó là 10 lít trên phút. Đẩy cao 130m này. Đây. Đây là cái mắc kia này, líp đẩy cao 130m. Con này thì trọng lượng 1,2 kg và đối với dòng này thì bên mình nhập cái loại là hai đầu gen là gen 21. Thì con bơm này được ứng dụng để xịt phun thuốc sâu, xịt rửa điều hòa máy lạnh, xịt xe và sử dụng các mục đích khác như thể là tưới lan rồi là tăng áp cho máy giặt bình nóng lạnh, vân vân. Thì theo mình nghĩ thì con này phù hợp với những bạn nào xịt thuốc sâu hay là dùng để xịt xe vệ sinh điều hòa là tốt nhất. Dòng này dòng tự mồi, công suất cao, trọng lượng 1,2 kg, nhìn rất là đẹp mắt. Thì bơm này thì bên mình hiện tại thì nó không có nhiều, chỉ có ít con thôi. Dòng này thì chưa thực sự là nhiều và lấy được nhiều. Và giá thì nó cũng không được là rẻ so với những cái loại khác trên thị trường. Dòng này nhập giá khá là cao các bạn ạ. Nên bạn nào mà thích bơm này thì bên mình sẽ để cho với giá là 800.000, chưa bao gồm phí vận chuyển. Đó. Bạn nào thích thì liên hệ nhanh với mình qua số hotline 038 6898 366, website là maibermini68.com. đây, hộp đựng của nó đây, thiết kế hộp đựng rất là xịn sò luôn đó. Xin chào các bạn.